Chào cả nhà, thì hôm nay mình tiếp tục lên clip số 21. Và trong clip số 21 này gồm có 12 số ha. Thì về hình thức giao dịch thì mình cũng có hai phương thức giao dịch cũng như mỗi hôm thôi, là anh em nào ship code và chuyển khoản. Đó, thì giá ở trên tất cả các số này là anh em được miễn ship hết nha, kể cả anh em ship code và anh em nào mà chuyển khoản cho mình á, thì anh em được giảm 20k nữa ha, và mình bao ship. Đó, có nghĩa là 20k trên một số ha, 20k trên một số, có nhiều anh em hiểu lầm là một đơn 20k trên một số. Ví dụ anh em chốt số 3 mình trừ 20k, chốt số 4 mình trừ 20k, và những cái 20k đó là anh em chuyển khoản cho mình nha. Đó là 20k trên một số á. Rồi, về cái thứ hai mình muốn nói cho anh em rằng là clip clip này và clip trở đi á, là mình lên mình cập nhật update là 11 giờ ha, 11 giờ trưa nha. Đó, tại vì công việc mình nếu mà 10 giờ theo thời gian qua là mình hơi bị gấp ha, hơi vội, nên đâm ra không có được chu đáo về clip mình đưa lên, mình không hài lòng. Đó, anh em mình dời lại một tiếng là mình thường lên 11 giờ ha. Đó, như clip hôm nay mình quá vội, đó, mình làm không có kịp. Rồi, và cái thứ hai là mình xin nói cho chút xíu nữa là có nhiều anh em góp ý với mình là mình nói hơi bị nhiều về sản phẩm. Đó, thì anh em cũng thông cảm về cái thói quen của mình rồi, mình share cho kỹ á, nên anh em cũng thông cảm, nhưng mà mình cũng tiếp thu, mình cũng cố gắng ha, mình cũng cố gắng cho lượt qua nhanh. Tại vì nhiều hôm nay là ngày nay là anh em đa số anh em đã biết hết về mặt hàng rồi, chỉ cần mình đưa lên món hàng có đẹp hay không thôi ha, rồi mình cho giá là xong. Đó, rồi, mình cũng cố gắng ha, mình cũng cố gắng đưa lên sản phẩm nhanh. Rồi để mình vô vấn đề buôn bán luôn, là mã số 1 nha. Tại vì cái màn hình nó quá hẹp nên mình xem mã số 1 và số 2 ở dưới đất nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Mình vô mã số 1. Rồi, mình vô mã số 1 nha cả nhà. Số 1 và số 2 là hai cái thùng. Đây. Số 1 là một cái thùng microcơ ha, mình dư dùng nên mình chia sẻ cho anh em nào mà bị mua máy M18 bull này là bị thiếu thùng hoặc mất thùng bể, thì anh em chốt ha. Thì mã số 1 này mình bán với giá là 120k ha, 120k. Chiều dài nó là 50, chiều rộng là 36, chiều cao là 14 ha. Đó, thùng thì mỗi cái nó nguyên vẹn hết, mỗi cái nó nguyên vẹn hết, chỉ nó bể cái tay nắm, bể tay cầm ha. Đó, còn lại nó còn nguyên vẹn hết ha. Rồi, để mình coi cả nhà mặt trong. Đây, mặt trong đây. Đó, mặt trong nó còn nguyên si ha. Đó, anh em nào mà thiếu máy thì chốt về, và chỉ có 120 thôi ha. Anh em chuyển khoản và mình bao ship nữa ha, chuyển khoản là trừ được 20k nữa ha, chỉ có 120 thôi ha. Còn anh em nào chơi thích chơi DIY về cắt máy, anh em có vừa rồi có điện thoại gọi tới thì đó, anh em nào thích chơi DIY thì anh em cắt ra, cắt làm cái thùng rỗng để đựng đồ nghề, hoặc anh em chế cháo ha. Thùng nhựa cứng ha, rất ok, chốt gài còn ngon nha, chốt gài còn ngon lành lắm. Ha, nó chỉ bị gãy cái quai thôi. Đây, mã số 1 120k. Qua mã số 2 cũng là một cái hộp. Cái này cái gọi là cái hộp. Thì cái hộp này là của nội địa Nhật ha. Đó, về tình trạng thì nó hơi cũ kỹ xíu, mà mình chỉ có chà rửa sạch bông thôi. Đó, ngồi lại mình chưa đánh cước ha. Anh em nào về mua về đánh cước cho nó sạch hơn ha, đẹp hơn. Còn mỗi cái thì nó lành lặn hết nha. Đó, lành lặn hết, nó bị dớp chỗ này xíu thôi. Đó, một lỗi nè. Đó, một lỗi mình cái lấy bú nhựa mình gõ là nó thẳng lại. Còn lỗi thứ hai là cái chốt gài này, nó vẫn còn gài được, nhưng mà anh em lấy cái nó bị nằm sâu á, anh em lấy cái kềm anh em bẻ, anh em cho nó nằm trước lại là gài được giống trên này nha. Đó, cái này cái chốt này nó nằm dưới đây bên này nè. Đó, anh em mở ra anh em ấy lại. Còn thôi vậy, anh em cứ chốt là mình làm giùm cho anh em luôn ha.
làm anh em được cái lỗi này và cái lỗi sau, nhanh lắm, làm cái lỗi này nhanh đó. Cái đó là mình làm lẹ lắm anh em, cái chỗ này mình làm dùm trước khi gửi hàng tới tay anh em đó. Mã số 2 là mình bán với giá là 230k nha. Chiều dài của nó là 43, 18, rộng 18 và cao 8 nha. Đó. Còn ở trong nó còn ngon lành nha. Đó. Mặt trong này. Đó, anh em bây giờ lấy cước cước sắt anh em chải ra là nó ra những cái xét này. Và đẹp hơn nha. Đó. Nói chung nó còn lành lặn hết. Ok ha. Còn hai cái lỗi mình mới vừa nói anh em, cái chốt mình làm giùm cho anh em. Đó. À, chốt mà gài bên này. Ngon lành. Đó, còn này nằm sau mình không có để, không thể nào lấy cái phay này kéo lên đây được. Rồi. Chiều dài chiều rộng là 43 cả nhà. 43 nè. Chiều dài nè. Chiều rộng là 18 nè. Ha, 18. Và chiều cao là 8. Ok ha. 43 cm, 18 cm và 8 cm. Đó. Mình bán với giá là 230 cho mã số 2 nha. 230 mã số 2. Thì trọng lượng của nó là 2,5 kg. 2,5 kg cho cả nhà nha. Cái thùng này 2,5 kg. Ok ha. Rồi, mình qua mã số 3. Rồi, mình qua mã số 3 là một cây bú của Đức ha. Đây cả nhà. Cái bú này là của Đức nha. À, có cái mã số bát số sorry đàng hoàng 1154 Saliqua made in Germany, chủ quy Đức ha. Như bú này của Tây Đức ha. Đó. Thì về chất thép này thì cả nhà khỏi bàn về cái bú này ha, mình bao luôn. Rất là ok, rất là chín. Mấy hôm rồi mình bán anh em là như chưa biết cái về chất lượng của nó. Nhưng mà giá của mình đưa ra tại thời điểm đó hình như anh em hơi cao. Hôm nay mình giảm cho cả nhà chốt. À, cả nhà không chốt nữa thì mình cắt tủ luôn, tại không bán nữa là mình lỗ quá nhiều, giá này giá lỗ của mình rồi nha. Rồi đó thì tình trạng của nó là như vậy, mình bán với giá là 430k, anh em chỉ khoảng trừ ra 20k và mình bao ship. Mã số 3 và chiều dài nó là 30, mặt búa hình chữ nhật nha cả nhà, 2 phân 3 ly này, 2 phân 6 ly 7 ly chứ ha. Bề ngang của búa là đầu búa là 96 nha, 96 cm, 9,6 ly á, 9 phân 6 ly. Rồi về cân nặng của nó, nó gần 6 lạng nha cả nhà, 591 ha, 591 gần 6 lạng ha. Cầm là cán cao su nhựa cứng sao á, cầm nó rất là êm tay. Và cây búa này nhìn nó tổng thể thời trang rất là đẹp. Anh em này coi cho lên được. Ok ha. Rồi mã số 3 430k. Qua mã số 4. Mã số 4 là cũng là một cái búa ha. Thì búa này gọi là búa da hay là hình như vậy, mình đoán vậy ha, mình chưa chắc chắn là dùng cho ngành nghề gì đó. Thì cái búa này là của USA ha, nó đề rough forest này ha, đề tại USA đó. Rồi mình đo tổng thể chiều dài của cây này là 28 năm đó, 28 năm. Về cái chiều dài của đầu búa, chiều ngang của đầu búa là 13 đó. Thì cái mặt búa này có tầm có 1 phân 2 ly đó. Thì qua tình trạng nó còn mới, rất là mới, chưa sử dụng nha cả nhà, chưa xài á nha. Nó được nêm 2 cây nêm, búa nhỏ mà nêm được 2 cây nêm cho cô như cả nhà khỏi bàn luôn, rất là cứng cáp. Mặt bên này nó có còn tem, cán còn đẹp, cán zin nha. Mình bán cái búa này mã số 4 là 280k, 280k là mã số 4. Cái đầu búa này nó được trẻ ra hai, anh em dùng cho công việc gì mà không biết, nhưng mình nghi nó là ngành da đó. Chỗ này có nhổ hình như nhổ đinh cúc sao ấy đó. Và tổng thể cái trọng lượng của nó là
268 cộng 30 cả quy chén ha, cho anh tích hợp anh em làm ngành nghề đó ha, kỹ thuật nhỏ nhỏ mỏng mỏng ha. Rồi mã số 4 là 280k cho mã số 4. Rồi mình qua mã số 5. Mã số 5 là một bộ cờ lê ha, một bộ cờ lê của nhà Tông ha, còn rất là mới. Đây, con Nhật đàng hoàng nha, Tông Nhật đàng hoàng nha. Ở đây có bây giờ kích cỡ cho cả nhà này, size nè 5.5 nè, nhân 7 8 10 12 đó, 5.5 hai đầu ở cả nhà, 5.7 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 và 17 19 nha. Có số series đây đó, thì về tổng thể nó rất là đẹp, còn rất là mới nha. Mình giảm sau cái này luôn đó, mình bán mã số 5 là 360 à, cho thương hiệu Tông đó. Về nước xi, nước của nó xi niken rất là mát, bóng bóng lửa nè nha. Đó, cây này là 5.57 nè đó. Rồi cái này là 8 10 nè, cho cùng món đẹp lắm. Cái này là 10 12 nè, đẹp ha, hai mặt đẹp hết á, cây nào cũng vậy á. 11 13 nè, này 12 14 nè, này 14 17 17 10 19 đó. Đó, cái này mình nghĩ thích hợp cho anh em sửa xe đạp ha. Rồi họ lại đầu nó mỏng á, đầu nó mỏng mình cơ vô góc kẹt mình mở được đó, đôi lúc cần lắm nha. Mấy cờ lê các cái dày cái to mình thập vô cây vô góc kẹt không được, chỉ có cái này thôi mà giá mềm nữa, 360 thôi, mã số 5 360 nha cả nhà. Rồi mình qua mã số 7 à, xin lỗi, mã số 5 360, mình qua mã số 6. Mã số 6 rồi, rồi đây, mã số 6. Đây. Mã số 6 là một cái gì đây? Cái máy, cái bơm. Ha, cái dòi bơm được cái bộ máy của dòi bơm thủ công bằng tay ha, dùng cho anh em bơm dầu ở thùng phi dầu á ha, cách tròn á. Đó. Bên này là chữ cách tròn này. Đó, cách tròn. Này là chữ gia băng standard. Đó. À, cái này của cho ban nha cả nhà, cho phải việc này là nút cái bên này là off on off in ha, có nghĩa là mình bơm từ trong từ ở dưới lên ra ngoài ha. Đó thì mã số 6 này mình bán cái giá là 450k ha. À, hoạt động nó còn được, còn bơm ok. Trước khi mình lấy về mình với mục đích của mình là mình chỉ mình tính là độ đèn ha, nhưng hôm nay mình không có thời gian, mình bắt lại cho mấy anh em nào cần nha. Đó, cái ống này nó có một cái ống dài nữa để gắn vô đây, tại mình màn hình mình nhỏ quá mình không có xe được cái kiểu đó. Đây đây có một cái ống này, ống mạ kẽm nha, mạ kẽm thì nó không bao giờ xét được đó. Cái ống cái tổng chiều dài của cây bơm này là 1m3 nha cả nhà, 1m28 gần 1m3 đó. Cái đây này mình đậu dặn vô đầu đây, và nó tình trạng cái lỗi cây này chỉ có lỗi cái ống sắt thôi nha, ống sắt bị nó bị cống và nó bị cong, anh em về gò lại ha. Đó, nó bị cong như vậy này đó, anh em về gò thẳng lại, nó hoàn toàn bằng kẽm hay bằng thép vậy nha cả nhà. Đó thì cái phi của nó là bao nhiêu mình đo luôn cho cái nhà giá chung này, nó là 32 ha, 3 phân 2 ly đó. Ở bên ngoài thị trường nó có bán ống 31 này ha, 31, 32, 36. Rồi cái đó, cái mình dặn cái đen này vô cái dưới đít của cái hệ thống bơm này đó, mình dặn vô là mình bơm thôi ha. Đó, nói ra hình dung cho cả nhà nó vậy. Rồi, và tổng chiều dài của cây này, tổng chiều dài của này, cái bơm này là 1m28 nha. Và mình khi nào mình gửi hàng á, mình cũng để rồi này như vậy cho anh em giặt ráp nha. Đó. Cái thứ hai là mình có thể mình tháo cái này ra, sợ nó gãy cái cần này, không tháo được để mình gói cho kỹ, tháo ra mình cũng mất công lắm. Thì tháo ống này ra thì dặn cái này giống như giò đạp xe máy vậy thôi ha, mình rút ra
mà mình tháo ra sợ nó chảy sôi uổng. Mấy công anh em nói mình thôi mình để vậy mình có hay rồi, nó còn hoạt động ok. Về cách thức bơm thì nó bơm bằng tay và nó hút nước, hút dầu lên ra ngõ này ha. Đó, mình bơm thử cho cả nhà, tại ở mình đứng ở đây nó khó khó làm, nó nặng cả nhà. Cái này nó nặng tổng thể là 5 kg rưỡi nha cả nhà, 5 kg rưỡi á. Cái đầu này là 3 kg rưỡi rồi. Đó thì mình sau khi mình bơm vậy á, nó có lực hút đây ha. Nếu mà ở xa mình thử cho cả nhà thì nó có hút nén khí vô đây, nó còn hoạt động được nha cả nhà. Thì mà cả nhà bơm tay thì nó hút lên thôi ha, nó hút nước ra chỗ cái bồi rồi. Cái này nó nặng 3 kg rưỡi rồi, khá nặng á. Rồi nó 3,6 lần cả nhà, 3,6 lần chứ không phải 3,5 đâu hả? Nó 3,6 lần hả? Và còn một cây sắt mới nãy nữa này, nó dồn lại là có 4,5 kg, 4 kg mấy, 4 kg mấy rồi mình gói hàng nữa là cho 5 kg đi, 5 kg nha, 5 kg. Mình mã số 6 mình bán với giá là 450 hả. Một cây bơm, một hệ thống bộ máy bơm bằng tay thủ công. Đó, trên này là chữ Odin Than này nè. Đó, nói chung nó còn đẹp, anh em này về lấy thì co cũng được, hoặc chế đèn, hoặc chế cái gì đó ha, tùy. Này gắm trong cái phần phi xăng á. Rồi mình xong mã số 6, mình dẹp qua, tại nó nặng quá. Rồi mình qua mã số 7. Mã số 7 là một cây kèm chết, một cây kèm chết của nhà Trích Men ha. Đây, một cây kèm chết của nhà Trích Men đó, Trích Men nha. Nó sản xuất tại khu quốc A đây đó nha. Thì một mặt xấu một mặt đẹp, cái này đẹp hơn đó, và hệ thống còn ok, còn nãy còn tốt ngon lành đó. Cái này có nó ghi chữ gì nữa này đó, nó mời ta đó ha. Thì về cái đời, về cái đời của nó thì nó ghi trên đây, nó đóng chữ Y có vòng tròn này, là mình theo mình tìm hiểu là nó khoảng năm 1980 ha, năm 1980 tới 1986 đó. Nói chung cây này ok lắm nha, mạnh lắm. Về răng cổ ở đây đó, nó còn bén, còn nó trong xài ok lắm, được á, không đến tệ đâu, nó xấu da thôi ha. Còn lại ngon lành hết, không bị lỗi gì hết đó, lỗi nước da thôi. Răng cổ ok, ra vô ok nha, còn mịn lắm. Rồi mã số 7 thì cái size này 10 inch nha cả nhà, size 10 inch của một cây kèm chốt Redman sản xuất tại USA đó. Mình bán với giá là 550 nha, 550 đẹp, còn đẹp lắm, 550 nha. Giá mà bán không có mắc đâu. Có nhiều chỗ thì anh em bây giờ trên mạng mình thấy bán rất là nhiều về cam cần chết ha. Nhưng mà anh em cứ so sánh về mức độ đẹp xấu ha, hơn nhau vài chục. Thì nếu mà ủng hộ mình được mình xin cảm ơn. Vậy thôi ha. Mã số 7 550 ha. Trừ 20k đồng 530 bao ship. Rồi, qua mã số 8. Mã số 8 là cũng qua một cây cần chết của Redman luôn, nhưng mà size 7 ha, size 7 mấy in á đó. Hàng này còn mới nha, chịu xài luôn, đẹp lắm nha. Mình bán với giá là 400k đó, cả nhà coi mức độ 400k của cả nhà này, đẹp lắm nha.
đó, make in USA đàng hoàng, chữ đất mẹ còn ok ha, không bị sức mẻ chỗ nào hết, không bị mòn luôn. Không, mã số là 4532 chứ nha. Thì trên này nó có đóng dấu của cái tên nào đó làm dấu á, của chủ nhân á, có hai chỗ thôi mà mờ lắm ha. Ok, này cũng đẹp, đẹp dễ sợ nha. Đó, con lành ha. Nó đang cổ ở đây, nó còn bén lẹm luôn ha, bén bén lắm. À, này bị lỗi mình bên nói cả nhà đó, nó bị lỗi cấn cái miệng này nha. Đó rồi, nhưng mình còn đẹp, ok, xài được, giá cũng được mềm rồi, đẹp nha. 400, mã số 8, size 7 in. Đó rồi, qua mã số 9. Đây, mã số 9 cũng là một cây kèm mini, cũng Redman luôn ha, size 5 in. Đó, đây, giờ tình trạng ở đây, cây này còn mới chưa xài nè. Cây mới nãy mình không thấy dấu cắn, cây này không có cắn luôn, và mình chưa vệ sinh luôn nha. Nó có dấu nhẹ nhẹ đây. Đó, thì cây này theo nếu mà mình tra Google, mình theo cái logo á, thì nó 1960 nha cả nhà. Đó, cả nhà để ý hai chữ A nó nhọn, mình tra logo thì nó 1960. Đó, từ giai đoạn 1950 tới 1960 64 ha, là cái logo này. Đó, có mã số đây nha, đẹp chưa xài, không bị lưu kho, nó bị mấy chục năm nữa, nó hàng rỉ xét là chuyện bình thường nha cả nhà. Cả nhà giờ quấn cước nhẹ nhẹ nó ra thôi, chứ đừng đánh nước mạnh là nó chốc xì ủ lắm. Không phải chốc xì mà để lại dấu ha, dấu cước. Đó, mà in nữa ra đẹp ha. Đây, bên trong nó đây mới lắm nha, răng cuộn bén lắm. Cái này nó mờ như ha, quay cái bơm xong rồi như nó mờ luôn ta. À, ha, răng cổ còn mới nha, bén. Rồi, đó, mã này đáng sưu tầm. Mình bán với giá là mã số 6, ôi, mã số 9 là 300k nha, 300k cho mã số 9. Đẹp. Rồi, mình qua mã số 10. Đây, số 10 cũng là một cây kèm chết, nhưng mà của Ray VIP USA luôn nha. Đây, mình bán mã số 10 là 800k. Đó, thì bây giờ cả nhà soi mức độ 800k. Đó, rồi cả nhà so sánh. Đó, cái này đúng chất luôn á, mới, chưa xài. Cái dấu này là do mình làm, mình sơ ý để mấy mài cắn vô, cho nên giảm giá cho cả nhà. Trước kia mình mua cả triệu luôn ha, cả triệu, còn giảm 200.000 luôn vì cái ông này. Đó, nó chỉ dấu quẹt giống cái chút xíu mấy cắt thôi, mà nó ra nó nổi tiếng ít được á. Đó, đẹp mới, mình bảo đảm, nói mình nói chưa xài, mình chỉ có xài một lần mình kẹp thôi là mình bị lỗi luôn nha. Nó mới cuối thùng luôn nha. Đó, size này size 10 và WR nha. Và cái dòng đời này là USA. Đó, made in USA, thì nó 1990, thập niên 90 nha. Đó, rồi, mình soi cái răng cổ nó đây. À, cả nhà thấy không, mức độ bén của nó này. Có thể đứt tay nha cả nhà nha. Mình nói không được. Nó hơi quá nhưng mà thấy bén điệp đúng không cả nhà? Bén. Răng nó bén. Ok, răng bén thì giá cũng bén. Rồi, xong. Mã số 10. Mã số 10 là 800k. Đẹp nha. Rồi, qua mã 11. Đây, mã 11 là cũng một cái cần bay rip. Cái đời này là đời bay rip. Thì có dòng chữ bay rip là 1980 ha, 1980.
đó. Thì mã này mình bán với giá là 600k, mã 11. Vì sao 600k? Đó, vì nó rất là đẹp, chưa xài. Đó. À, size 7 in WR nha. Đây, răng cổ đây cả nhà. Đây này cũng siêu bén luôn. Răng siêu bén luôn. Dracula. Đó. Răng này hút tiền, răng này hút tiền sướng lắm cả nhà. Nha. Đó. Thì mua cái mấy dòng đời này thì anh em thường coi răng. Đó, mới. Gần như chưa sử dụng. Đó, quá đẹp. Rồi, mã 11. 600k. Qua mã 12. Đây. Mã 12. Đây. Đây là một con bào made in và đây là made in bào Anh nha. Thì con bào này là nó mới, mà phải mới mà mình vệ sinh nó gần như mới. Đó. Mình rất là chỉnh chu về cái bào này ha. Gọi là mình còn vệ sinh rất là kỹ ha. Anh em nào về mà thấy mình nói gian là anh em cứ trả hàng. Đó. Thì con bào này trước kia là nó có sơn cộ rồi mình tẩy ra hết. Đó. Thì trước kia mình có bán cái cây này rồi ha. Có bán rồi nhưng mà nó bị đây, nó bị gãy, nó bị nứt, chứ phải gãy, nó nứt ngay cái này. Bây giờ mình lấy cái cây cùng loại, cùng mẫu, cùng dáng, cùng kiểu, cùng đời. Thế qua cho cả nhà, đó là cái này. Đó. Cái chốt gà này là của ông bào này. Đó, cả nhà thấy nứt không? Bây giờ mình lấy ra mình thế qua. Đó. Nó cũng là một loại nha cả nhà. Một loại thôi. Cùng chữ cùng kiểu luôn nha. Cho nên nó cũng được gọi là zin ha. Anh em yên tâm. Cái này là cái chốt gà này là mục đích đó, là để giữ cái bào này, để giữ cái lưỡi cố định nha. Giữ cố định cho cả nhà thao tác cho cái lưỡi nó cứng cho khỏi bị xê dịch thôi ha. Đó, công năng nó là nó vậy. Mà nó bị nứt thì hình như có nhiều anh em không muốn lấy. Bây giờ mình thế cái mới luôn. Lấy của con này qua luôn. Ha, con này để mình xài cũng được. Còn anh em nào thích thì mình bán rẻ ha, bán rẻ. Cái này 450 ha. Đó, mà cái này nó bị mất cái chốt cái con ốc vặn để điều chỉnh lưỡi nữa rồi ha. Anh em về độ có thể độ được thì độ. Đó, cái ốc này mình nói mình nhớ có mà nó mình lượm được rồi mình thất lạc nó nhảy đâu rồi. Mình tìm hoài không ra. Cái nằm có mình làm sang lại cho cả nhà. Bây giờ trước mắt cả nhà nếu chốt thì 450 nha. Còn cái này 950, đó là mình thế cho cả nhà rồi cái nó qua luôn, hai cái giống nhau cả nhà nha, chứ không có khác gì hết nha. Ha, không khác luôn nha. Chẳng qua cây này nó chưa vệ sinh thôi. Vệ sinh nó đẹp lại giống như cây này. Ha. Đó, mã 12 950 nha. Thật ra nó bị nứt là nó không có nó còn hoạt động được. Nó không có cái gì hết nha, không ảnh hưởng. À, đều nó mất zin thôi. Đó, mất đẹp thôi. Bây giờ mình lấy cây này mình thấy qua. Đó, vậy thì mình vẫn để giá là 950. Còn anh em nào muốn mình vệ sinh giùm thì mình vệ sinh. Giống cái kia thì mình để vệ sinh, còn anh em muốn giữ nguyên chỉ làm sạch thôi thì mình cứ alo cho mình ha. Mình làm điều đó cho anh em. Đó, hiện trạng là nó bị dơ. Bị dơ nha. Thì mình trước khi gửi cho cả nhà mình lau chùi. Ha, lau chùi sạch chứ mình không phải xa ba lại. Còn anh em nào thích xa ba lại tẩy sơn thì alo cho mình. Đó. Cái này vệ sinh rất là ngon lành rồi nha. Đó, đẹp nha. Bóng sáng từ trong ra ngoài luôn á nha. Đó. Nói chung mình nói là không có sợ đâu. Mình vệ sinh rất là kỹ rồi. Đó rồi. Để mình gài lại. Mình lấy cái tục vít ra mình mở cho nó rộng ra thêm. Để cho mình dễ gài hơn. Đó. Rồi, bấm chốt lại là nó giữ nó niêm lại cái lưỡi lại cho cả nhà khỏi lung lay, cố định cho nó chắc chắn cái lưỡi thôi vậy thôi. Đó. Còn cái nó, anh em nào chưa biết để mình nói luôn là cái chốt này để mình chỉnh cái lưỡi lên xuống. Đó, cái chữ này nó trồi lên trồi xuống để mình vặn ra thử cho cả nhà đây. Mình đang vặn xuống.
Đó, mình đang vặn lên đây. Đó, cả nhà thấy lên không? Đó, cái lưỡi nó lên, đang lên dần đúng không? Đó là cái chốt đó là có ở ngoài sau đuôi nó là có công năng vậy. Để mình chỉ nó mức độ bào mỏng hay bào cột, bào dày á. Đó, là như vậy thôi. Đó, còn cái đuôi lẫy của nó là ở đây là để điều chỉnh cái lưỡi xéo qua xíu lại để coi nó cân bằng á. Điều chỉnh góc độ lưỡi á, đó cả nhà này. Đó. Cho nó xéo qua xíu lại vậy thôi nha. Nó cân bằng cái lưỡi lại cho mình cho thẳng bào gỗ vậy thôi. Đó, cầm rất là chắc chắn nha cả nhà. Đẹp. Rồi. Mã 12 950. Rồi. Mã 12 là mã số kết thúc của clip số 21 ha. Thì cảm ơn anh em đã thời gian đã ủng hộ mình ha, theo dõi và ủng hộ mình rồi. Mình rất cảm ơn anh em rồi. Chúc anh em và gia đình mạnh khỏe bình an. Giờ thân ái chào tạm biệt.